Yeah. Nó bị mất cái chi tiết ở trong thư viện mà nó mất. Chia sẻ qua đây đi. Rồi sao em? Lại mất nó bị chi tiết này Nó bớt như em. thế này ấy thì có phải là các chi tiết của em không, em đổi tên đúng không? Em mới đổi tên chi tiết đúng không? Em mới thì em đề là cái frame, vậy là cái frame, cái số 1, cái frame là cái gì? Số 1. Ở bên cạnh cái assembly á. Không, đây là cái bài khác. Rồi, ok, đây là bài khác. Rồi, em quay trở lại đi. Rồi, thầy sẽ yêu cầu kiểm soát này. Các em khác nhìn ở đây này, những cái lỗi như thế này, những lỗi như của Tấn mới hỏi ấy, và cái dự mới hỏi này, nó là những cái câu hỏi rất là hay mà các em sẽ phải gặp phải. Đó, thì bây giờ cái của bạn dự như thế này ấy, là bạn bị mất đi. Bạn bị mất như 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 thế này đi thì mình phải kiểm tra.